Xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Tôi đang có mặt ở một nơi được đánh thức tất cả mọi giác quan của mình, được nghe tiếng chim hót, được nhìn màu xanh bạt ngàn của núi rừng và những sắc cam vàng óng của những trái cam ở đây. Và hơn cả đó là vị ngọt của những trái cam này còn đến từ một tình yêu đặc biệt của những người làm vườn dành cho chúng. Hãy cùng chúng tôi đi gặp gỡ chủ nhân của vườn cam ngập tràn tình yêu thương này tại Cao Phong, Hòa Bình. Xin chào. Vườn cam mình sai quá chú nhỉ, chuẩn bị là thu hoạch rồi. Đầu tháng 12 là thu hoạch rồi đến Tết. Hiện tại là vườn nhà mình là có khoảng bao nhiêu gốc cam ạ? Tổng cả chính lẫn phụ nó tầm nó khoảng 1.000 cây. 1.000 gốc, một mình chú cũng chăm bắt chú nhỉ. Không mùa vụ thì vợ chồng con gái sẽ giúp đỡ. Còn vào mùa vụ phân do thu hái là cần phải nhờ đến bà con xung quanh lân cận. Cháu vừa thấy chú cầm trên tay cái kéo cắt cam, bây giờ cháu có thể là giúp chú. Như quả này có sức chẹo, còn những đầu kia thì có quả cam to này cắt đấy. Tiếc quá chú nhỉ, bởi vì nó bị sâu bệnh, ta muốn bỏ hết nó đi những quả này. Khi sản phẩm ra đến tay người tiêu dùng là ngon nhất, sạch nhất có thể. Đấy. Bây giờ chú muốn cháu tự tay cắt trong vườn những quả nào cảm nhận ngon nhất của cháu thì để tí nữa về chú cháu mình thưởng thức. Thì cháu cắt lấy một số rồi. Cam tại vườn. Ừ, cam tại vườn đây. Bếp lửa hồng giữa vườn cam Cao Phong. Với cái vườn cam này thì sẽ cho ra khoảng mấy tấn cam một vụ? Theo chu trình thì năm ăn quả, năm trả cành. Thì năm ngoái là năm thứ tư thì nó bớt quả. Năm nay năm thứ năm thì bắt đầu là vào đỉnh cao thì nó được khoảng chừng 40 đến 45 tấn. Rồi, lại mời cháu cũng nuôi cam. Đấy, vâng, bắt đầu. Cháu xin, cháu cảm ơn chú. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng tôi thưởng thức cam Cao Phong. Rất mọng nước và rất ngọt. Đây đã là cái thời điểm mà ngọt nhất chưa ạ? Nó khoảng 15 ngày nữa thì là vào đường tối đa thì còn ngọt nữa. Vườn cam này của chú là được bao nhiêu năm rồi ạ? Vườn cam này năm nay của chú đang năm thứ 8. Tức là 3 năm đầu là không có quả. 4 năm thì thực tế thu vào chính, như năm nay mới là được năm thứ 3. Vâng. Là 3 năm được thu. Đầu năm kia là đi mua phân người ta không cho chịu, mua thuốc người ta không cho chịu, cơ cực quá. Cũng định về là phải bán một phần đất ở nhà, nhưng vẫn giữ quyết tâm không bán vườn, giữ vườn. Sang đến năm ngoái thì có khả quan thì giá thành nó cao hơn được tí thì lại hy vọng để làm tiếp. Đầu tiên thì trông thấy người ta làm được mà mình muốn làm, thì lúc đấy bắt đầu vào thì mọi vấn đề về sâu bệnh, mọi thứ đều không biết gì cả. Nhưng lòng kiên trì thì cố gắng học hỏi thêm, hỏi bạn, hỏi bè. Mà nhất là gần đây lại gặp được một thanh niên trẻ người Hà Nội cũng rất tâm huyết muốn học hỏi làm cùng. Và một cái ngày phải đi qua xuyên qua rừng thì tôi gặp được chú Trung đang rất là tâm huyết với cái vườn của chú. Chú hiểu được từng cây trong vườn, chú hiểu được từng câu chuyện của mỗi cái cây cam. Và nhìn qua ánh mắt của chú, tôi thấy được cái niềm đam mê một cách cháy bỏng. Tất cả những câu chuyện chú kể khiến tôi thôi thúc học hỏi tất cả những cái kiến thức khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào để làm sao mà hỗ trợ được cho chú nhiều hơn. Hai chú cháu, chú thì có kinh nghiệm, tôi thì có cái ứng dụng kỹ thuật khoa học vào để hỗ trợ được cho chú. Và hai chú cháu cùng nhau phát triển những vườn cam càng ngày càng đẹp hơn nữa. Và trong cái quá trình làm như thế thì tôi càng ngày tôi càng cảm thấy đam mê và tâm huyết hơn. Đây chính là những trái cam tôi vừa mới hái ở trên cây. Và những trái cam này được vun trồng và nuôi dưỡng bởi tình yêu của những người làm vườn ở đây. Và hy vọng rằng là những trái cam này sẽ không chỉ dừng chân ở Việt Nam mà sẽ còn ở thật nhiều nơi trên thế giới. Thật tuyệt vời khi sau bao nhiêu những